Thực ra thì nó có nhiều mẫu cắt bông tuyết lắm, nhưng mà có hai cách mẫu cắt này là mình cảm thấy nó đơn giản mà nó cũng dễ thương nữa. Còn mấy mẫu kia nó cũng đẹp mà thậm chí đẹp xuất sắc luôn, nhưng mà không biết làm nên là thôi, lựa cái nào dễ mình làm ha. Cái này mình có thể cắt bằng giấy màu hoặc là giấy bìa cứng gì cũng được hết á. Rồi mình gắn hai cái này gắn xuống đây nè. Đó, đơn giản không? Hai cái cánh kế tiếp á. Đó, mình cũng gắn lại với nhau như thế này nè. Đó, gắn như này. Xong mình dính xuống như này. Đó, chỉ cần làm một cánh vậy thôi, mình làm thêm 5 cánh nó cũng giống vậy. Xong rồi mình xếp nó vào như thế này. Đó. Đó, mình đính cái hạt vào đây, gắn thêm cái nó cố định. Bây giờ là mình cắt cái râu này nè. Đó, thành cái bông tuyết này. Mình làm một lúc mấy màu luôn á. Mình thích nhất là cái bông tuyết mà 5 màu á. Tại vì mình làm mấy cái này mỗi màu mình dư ra một cái. Vì là nó dư á nên là mình ghép lại thôi. Nhưng mà ai ngờ nó dễ thương quá. Đó, cái bông ở đây nè. Mình làm một bông khác ha. Cái này là ngang là 2cm và dài là 5cm nè. Rồi bây giờ mình sẽ chia nó làm đôi. Và mỗi một bên nó lại mình cắt làm hai nữa. Mình chia vậy cho nó đều. Sau đó là mình sẽ gập nó lại. Mình gấp đôi nó lại nhé. Làm cái này thì đơn giản hơn cái kia nè. Sau đó mình cắt hai cái góc cạnh nó xéo lại như thế này. Cái ở bên trong á, mình gắn hai cái nó lại với nhau như thế này nè. Vậy là mình có một cánh rồi đó. Cái này là mình làm 6 cánh nha. Thực ra mấy cái này ở trên YouTube nó có nhiều lắm đó luôn á. Quá trời kiểu luôn á. Nhưng mà mình cũng xem rồi, mình chỉ tổng hợp lại một số cái mình cảm thấy dễ làm thôi. Chứ mà coi nhiều thì nó rối nữa. Nên là mình quyết định rằng là làm chỉ có hai mẫu đơn giản như thế này thôi. Cái này á, các bạn làm á, để treo cây thông cũng được. Nhưng mà mình lấy á, mình treo cửa sổ, treo toàn ten á, nhìn nó đẹp phết á. Giống như là mấy cái dây để mình treo trước cửa đó, để trang trí đó. Nhìn cũng cưng lắm. Và cái này là mình cũng làm rất là nhiều màu để cho các bạn chọn lựa nè. Rồi mình chúc các bạn thành công nhé.